Thưa quý vị và các bạn, có thể nói là trong những ngày Tết đến xuân về thì có rất nhiều những hoạt động chúng ta nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí và chắc chắn là cũng sẽ chờ đón rất nhiều những bộ phim ra rạp đúng không ạ? Bên cạnh những bộ phim Việt mà từ đầu chương trình Vân Anh thì có dịp chia sẻ cùng với anh Túi Diệu Nhi rồi, gặp lại chị Bầu ở trong ra rạp Việt Nam trong những ngày Tết đến xuân về thì có rất là nhiều những cái bom tấn điện ảnh Hollywood và cũng là một cái sự lựa chọn của tất cả mọi người nếu như quý vị và các bạn chúng ta đổ ra rạp. Chính xác là như vậy. Khi mà chúng ta nhìn lại năm 2023, chúng ta thấy rằng là không có quá nhiều những bom tấn Hollywood ra rạp và tạo được những tiếng vang như những năm trước đó. Tuy nhiên thì mỗi tác phẩm cũng được đánh giá là bữa tiệc thịnh soạn cho những giác quan với phần hình ảnh, âm thanh được đầu tư chất lượng. Còn năm 2024 thì được kỳ vọng là giai đoạn hồi sinh của dòng phim bom tấn Hollywood với rất nhiều những tác phẩm hứa hẹn sẽ ra rạp. Và mới đây các trang tin đã chọn ra 10 dự án tiêu biểu nhất được kỳ vọng sẽ tạo nên điểm nhấn trong năm nay. Sau khi phần 1 kết thúc, chúng tôi đã xô chuỗi các sự kiện lại và nhận thấy việc viết kịch bản phần 2 là điều nên làm. Bom tấn tiếp theo được mong đợi có tên là Mickey 17. Bộ phim là sự kết hợp giữa tài tử hàng đầu Robert Pattinson cùng đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon-ho, người đoạt giải Oscar về Ký sinh trùng, ra mắt năm 2019. Theo Sohu, kịch bản được truyền thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Edward Aston. Nội dung tác phẩm xoay quanh các phiên bản nhân bản vô tính mang tên Mickey được sản xuất với mục đích thay thế con người, thực hiện cuộc chinh phạt nhằm thuộc địa hóa vương quốc băng giá Niflheim. Đạo diễn Bong Joon-ho còn nắm rõ quyển sách hơn cả tôi. Tôi hy vọng đây là một bộ phim hay và dàn diễn viên thực sự có thực lực. Bên cạnh Robert Pattinson, bom tấn này còn quy tụ dàn sao đình đám của Hollywood gồm Steven Yeun, Toni Collette, Mark Ruffalo. Phim dự kiến ra rạp vào ngày 29 tháng 3 sắp tới. Thích vai diễn này, sẽ yêu công việc hiện tại, nhận được sự khen ngợi từ khán giả từ các vai diễn trước đây, tôi hy vọng mọi người sẽ đón nhận vai diễn tiếp theo này. Với phim Kingdom of the Planet of the Apes, bộ phim sẽ là tập thứ tư của thương hiệu điện ảnh ăn khách Rise of the Planet of the Apes. Câu chuyện của phần mới sẽ theo chân chú tinh tinh tên là Noah. Bối cảnh phim diễn ra sau 300 năm sau các sự kiện trong War for the Planet of the Apes ra mắt năm 2017. Lúc này, loài khỉ đã xây dựng được một nền văn minh riêng, tách biệt khỏi lãnh địa của loài người. Không đồng tình với cách cai trị của thủ lĩnh, Noah tự tách đàn để lên đường đi khám phá thế giới. Một trong những tác phẩm đáng được chú ý khác đó là Deadpool phần 3. Bộ phim được chỉ đạo bởi Sean Levy, tiếp nối câu chuyện về nhân vật phản diện anh hùng Deadpool do Ryan Reynolds thủ vai của vũ trụ điện ảnh Marvel. Đặc biệt, dự án sẽ có sự tham gia của tài tử Hugh Jackman cùng nhân vật Wolverine huyền thoại của series X-Men. Hiện tại, kịch bản của bộ phim chưa được phía ekip tiết lộ nhiều tới khán giả. Tuy nhiên, nhiều khả năng câu chuyện sẽ xoay quanh một lần nghịch ngợm, du hành thời gian của Deadpool cùng Wolverine, dẫn đến hàng loạt câu chuyện giở khóc giở cười giữa hai nhân vật này. Tác phẩm dự kiến ra rạp vào cuối tháng 7 năm nay. Bộ phim Joker Foliader là phần tiếp theo của Joker ra mắt năm 2019. Bộ phim phá kỷ lục phòng vé của dòng phim 18 cộng với doanh thu 1,07 tỷ đô la Mỹ. Tài tử đoạt giải Oscar Joaquin Phoenix tiếp tục hóa thân tên ác nhân được yêu thích bậc nhất của truyện tranh DC. Trong khi đó, dự án này còn có sự tham gia của ca sĩ Lady Gaga trong vai Harley Quinn, người tình của Joker. Hiện tại, ekip chưa tiết lộ quá nhiều về nội dung phim. Tuy nhiên, qua nhan đề, nhiều netizen cũng đoán được rằng kịch bản sẽ xoáy sâu vào mối quan hệ giữa hoàng tử hề giới tội phạm với nữ bác sĩ Harley Quinn từ khi hai người gặp gỡ trong trại tâm thần Arkham cho đến khi bị cuốn vào một cuộc tình kỳ lạ đến điên loạn bậc nhất vũ trụ DC. Dự án dự kiến ra rạp vào đầu tháng 10 năm nay.